Thưa quý vị, sự kiện BCI Equinox 2022, một trong những sự kiện triển lãm được mong đợi nhất ngành kiến trúc và xây dựng năm 2022, với chủ đề Net Zero Carbon and Wellness, được diễn ra vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Sự kiện quy tụ khoảng 450 khách mời là đại diện chủ đầu tư, kiến trúc sư, thiết kế nội thất, tư vấn, nhà thầu, sinh viên các ngành liên quan, cùng sự xuất hiện nhiều gian hàng triển lãm của hơn 35 tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm và giải pháp nước nóng và xử lý nước thương mại và dân dụng, gian hàng của A.O. Smith thu hút khá nhiều sự quan tâm của khách tham quan. Qua sự kiện lần này, A.O. Smith muốn giới thiệu đến thị trường Việt Nam các giải pháp thương mại, trong đó phải kể đến giải pháp nước nóng thương mại cho khách sạn, resort, spa, tòa chung cư và tòa thương mại. Các giải pháp nước nóng mà thương hiệu này đang áp dụng gồm giải pháp cung cấp nước nóng công nghiệp bao gồm máy nước nóng heat pump, máy nước nóng sử dụng điện quy mô công nghiệp và bình chứa nước nóng dung tích lớn. Đại diện đơn vị cũng cho biết, hiện nay đã có nhiều khách hàng cá nhân và dự án đang sử dụng sản phẩm máy nước nóng bơm nhiệt mang thương hiệu A.O. Smith trên khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Cái chủ đề của triển lãm là sức khỏe và giảm phát thải carbon. Do vậy mà A.O. Smith cũng có hai cái giải pháp về sản phẩm để mà đáp ứng cái yêu cầu của triển lãm. Đó là thứ nhất là về sức khỏe thì A.O. Smith có giải pháp về xử lý nước cho sinh hoạt và xử lý nước cho cái việc ăn uống nấu nướng. Và cái giải pháp thứ hai liên quan đến giảm phát thải carbon thì A.O. Smith có cái giải pháp về làm nóng nước bằng công nghệ heat pump, công nghệ bơm nhiệt. Với công nghệ bơm nhiệt này thì giải pháp đó là sử dụng cái năng lượng từ bên ngoài môi trường vào để làm nóng nước. Do vậy mà cái giải pháp đã tiết kiệm đến 75% năng lượng sử dụng cho cái việc làm nóng nước trong các cái công trình như là khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Có thể thấy hiện nay, việc ứng dụng các công nghệ xanh, sạch, thân thiện với môi trường vào lĩnh vực xây dựng đang trở thành một xu thế tất yếu. Đây cũng chính là lý do mà tập đoàn A.O. Smith không ngừng nghiên cứu để đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm thích nghi với thực tế nói trên. Trong đó phải kể đến sản phẩm máy nước nóng heat pump với khả năng tiết kiệm điện năng từ 60 đến 80% so với các giải pháp truyền thống. Theo mình thì công nghệ và giải pháp của Việt Nam trong các năm gần đây đã có những cái bước phát triển rất là tốt và khá là tiếp cận với các cái công nghệ của nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn có những cái thách thức và cái cơ hội có thể được khai thác, thì hy vọng trong các năm sắp tới thì chúng ta sẽ có thể khai thác được tốt hơn để có thể nâng cao được chất lượng sống và kiến thức chuyên môn của các đơn vị. Sự hiện diện của những sự kiện như BCI Equinox là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của ngành xây dựng tại Việt Nam. Ngày nay, mối quan tâm về một ngành xây dựng xanh đang tăng lên do chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu. Ngành xây dựng ngày nay đang đóng góp khoảng 30-40% lượng khí thải carbon toàn cầu. Sẽ là một nhiệm vụ cấp thiết để có thể giúp ngành xây dựng ngày càng thân thiện môi trường hơn, giảm khí thải hơn. Và những giải pháp mà các đối tác đem tới sự kiện BCI Equinox tại Việt Nam chính thức là bước đệm để xây dựng cho tương lai. Với sự cải tiến liên tục về công nghệ và nỗ lực không ngừng của các kỹ sư, chuyên gia, A.O. Smith hy vọng sẽ mang đến cho thị trường tại Việt Nam cũng như thế giới những sản phẩm đáng tin cậy, hiệu quả và mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.